trong tay với cô nào đấy. Giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây.